Ok, hello tất cả mọi người nhá. Hôm nay anh em mình vừa lượn ra đồi lại thấy có một cái hố có cá sô nó đớp. Bây giờ anh em mình sẽ sâu không? Hả? Chỗ anh em mình đang đứng đây, cách đây khoảng mấy tháng thì nó đang là mênh mông nước luôn mọi người ạ. Ngập tràn trên nước luôn. Bây giờ nó cạn rồi. Có những con cá là sụp cá chê, cá kiếp, các kiểu không kịp rút quân ấy thì nó sẽ cư trú ở những cái cây bẻo ấy, cái lục bình đấy mọi người. Vậy anh em mình sẽ xuống để mà vớt hết lên để tìm ăn ổ của nó nha mọi người nhá. Hả? Mình đã bảo rồi, ở đây là một khu tiềm năng mà. Đúng rồi, tống hết bèo lên. Ui dồi ôi, ui. Rồi khó bắt nó quên. Đây có nước. Hả? Nhiều lắm. Nó có bùn. Chắc chắn là nhiều luôn. Ôi, nó vừa chụp trường đi thôi. Khó bắt lắm đấy. Nó lắm, nó sụp rồi đấy. Vô lên đây đi. Vô lên đây đi. Em lên luôn. Nó một loạt đấy, nhiều. Lấy cái túi, lấy cái túi. Lấy cái túi. Kéo nó lại trườn vào bên đấy, lấy cái túi. Nó trườn nó bèo nhanh lắm. Ui, con này buồn đấy. Lấy cái túi đi. Vâng, nó chạy lên lấy cái túi. Đấy, con đầu tiên nha, chín không đầu. Chín không đầu nha mọi người nha. Lấy. Lâu lắm rồi lại bắt được một con cá, cá trọi mọi người ạ, cá cừ này. Trời ơi, con này trọi được đấy. Ui. Ở đâu vậy Hiếu nha, lên cho anh em mình dẫn đi bắt con cá cờ này về nuôi cảnh nha. Hơi bị đẹp luôn, nó có vân xanh này. Có cả vân xanh vân đỏ nha. Thế nào trong nước trong là đẹp lắm. Đấy là dẫn bịp vào mọi người ạ. Bịp à? Không biết có sợ nó tiếp mà. Đấy, đó, đó không à. Trời, tại vì. Đi rồi. Tưởng là nhanh mà lâu phết mọi người ạ. 15 phút rồi chưa thấy. Chưa được một góc luôn. Chưa được nữa.
khoảng 30 phút dọn thì anh em mình đã dọn xong cái đống bèo rồi nhá. Nhưng mà nghe có vẻ kiểu như lúc đầu cứ tưởng hên, nhưng mà bây giờ cảm thấy là không thấy có cá cả mọi người. Khó sợ. Ui, đây nó chọc anh ơi. Quay, bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Quay, 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 quay. Quay vào đây, quay vào đây. Nổi cái lừng lừng cái béo ấy. Con. Đây 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 đây, bắt được một con. Nó giúp vào bờ à? Ra chơi ra chơi. Ấy con nữa này. Đó. Đâu? Từ 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 từ. Con này nó cắn lại, cắn lại bùn đấy, nó cắn bùn. Cắn lại nhá. Đây đây đây. Bùn nổi, bùn nổi đấy. Cắn bùn. Con sộp. À nhiều phát đấy mọi người ạ, túi lưới đâu? Túi lưới đâu? Mới nổ đấy luôn này. Nhâm thấy này thấy túi lưới đâu không? Đây con sộp đâu đấy. Nhâm, này thấy túi lưới đâu? Để đây. Đây trên này. À được một con trê nhá mọi người nhá. À. Đây con sộp vào đây này. Đấy. Trê vàng luôn. Loại này nó đánh ngạnh rất là sợ luôn. Này này, nó sộp luôn. Đây này. Sống rồi, nó có nhảy lên đó. Đúng lắm. Thế sáng đấy kia mình trắm, trắm thịt sáng nó mà. Hôm nay tao vừa thấy dãy thôi mà. Ây, đây, 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 đây. Lại chê tiếp. Lại chê tiếp, lại chê tiếp. Không còn sống cơ. Hả? Còn còn ra ngoài đây này. Không còn ra chơi, không còn ra đây này. Quáng vô rồi em. Cái bùn này. Cái bùn đây là sạc bùn. Thấy chưa? Nó to lắm. Cái tăm đây. Cái tăm ra ngoài này rồi. Nó ngay vừa đi. Cày. Nó cày rồi. Nó còn nổi lừng lừng nữa. Đấy. Ôi, cả đấy. Ôi, nó to lắm. Ui, ui, to, ui, thôi, 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 thôi. Đâm nhẹ nhấc người em lên luôn. Một hàng dập các bác. Nhấc người luôn, ai sợ, ai sợ. Đồng nhấc người em lên luôn. Số một. To thật, con này to. Tăm tăm ở đây. Không, sao đấy mà. Ui, nó bông biêu to lắm. Ui, ui, con này nhá. Mấy em chủ chắc không còn em lật ngựa. Ui, to lắm. Toàn cạnh. Toàn động vịnh vừa đồ. Thấy mọn. Cái gì nó nổ mắt. Đi lên 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 lên. Đây này. Đi lên. Đi lên. Đi lên. Đi lên. Đi lên. Xuống rồi. Đồ. Đấy. Có to luôn. Không, nó ra vừa. Nhỏ nhỏ được, nó ngon.
Mình vừa sợ người luôn. Đây đây, đúng rồi, làm chân nhau. Mất rồi. Ây! Mẹ ở gần luôn. Nhớ con gì chân. Có bắt quá mừng này. Để làm thủi cho nó lên ạ. Quên thấy nó thử. À, cá anh em mình quên này. Cảm ơn quá. Chiếu rồi nhá. Đây đây đây, cho đây con này. Tay anh ở đây. Đấy. Có gì đâu. Đây đây đây, một con. Mẹ mày. Ui trời, ui trời. Dí nó xuống mới bắt được. Dí nó xuống. Một con nữa nhá. Xem nó thở đâu, nó sặc bùn đấy. Kìa. Ui à, nhậm gì con cá to vách trưởng. Chạy đâu đấy, nắng giếc giếc giếc. À, ấy, ôi ơi, giếc ngon nhá. Ôi, cả này về khó. Ăn chớ mà chờ đấy. Ý, giếc ngon nhá. Béo. Đây con nữa. Đấy cả. Đây cả. Mày mang cái giày ấy. Chờ nhẹ thôi. Khoáng đi, khoáng đi. Chưa chưa, đây đây. Đây. Đi chân lạnh toát. Tầm bằng bằng nhau. Có một con to lắm, sổ dính như kiểu bắp chân đấy, nhưng mà không thấy nó đâu nữa. Khoáng đi, khoáng đi. Đó, nó mở túi luôn anh. Cá của con nào? Đây này cho nó. Đây đây đây. Đâu? Nằm xuống này con. Điều cá. Tập màu đây. Đây. Tập màu đây. À đây 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 đây. Từ từ từ. Cái gì vậy? Nó xuống ở trong miệng. Lấy túi đi, lấy túi đi. Kinh nhỉ, tập màu kinh nhỉ. Phải biết kiểu không để nó dí nó xuống.
Mặc dù là bây giờ nó sắp bùn rồi nhưng mà nó rất là khỏe. Tương phớt đấy. Chụp con không? Thôi, tương phớt đấy. Được đấy, được đấy. Đúng là... Đấy. Làm gì đấy? Có mà thỉ cái. Ui cha. Đi đánh rồi. Đấy thì chưa? Đi ăn đánh luôn. Túi, đừng hứng. Đây này, đừng bỏ con dạ này. Túi đâu? Túi vừa. Không thấy biết rồi. Cơm chưa? Là cơm chưa? Anh bảo bốn này có mà. Nó được. Nhưng mà hố này sâu hơn. Nhiều lắm. Ở mấy con này. Anh vứt vứt bèo lên nhỉ. Nhìn nó như kiểu đấy. Lâu lắm đấy mình gặp một con chuối hoa ấy. Ui. Hai chuối hoa, hai chuối hoa. Nhiều quá đấy. Nhìn gạo thôi. Nhiều quá đấy. Lúc mới nó thấy này. Nhắm hẳn vào nó luôn. Ừ, quên đi. Càng vừa thôi, tập 1, tập 2 về đây. Chân. Ui. Sao là? Ui, con này to. Khủng long, khủng long. Túi đâu? Túi đâu, túi đâu? Kinh thật. Con rao này là thành con này lớn hơn con đấy ạ. À. Con này cơ chứ anh. Tỉnh đây. Cẩn thận ơi. Dưới bắt này tội đồ đấy. Còn ăn. Ui, đến xì. Đến. Ui, nó quẩy phải. Thế rồi. Nhớ mình chứ ơi. Thành quả của anh em mình. Rất là nhiều luôn mọi người ạ. Ui. Có lắp tiền này. Hai con này con này có chửa này. Con này có chửa. Chửa hoa. Chửa con chửa mang lên ạ. À, nhiều phát đấy. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18. Nhiều. Cứ đại chú con. Ơi, cá giếc này cực kỳ béo nhá. Này này, ngon nhất là chú hoa với cả hai con cá bò này mọi người ạ. Cá bò. Cá chê. Cá chê à? Bây giờ đốt nhỉ. Cá chê. Bò là ngon đây. Đốt nhỉ, lấy củi. Được. Củi dơm nữa. Ui. Ok. À bắt nó vào đây. Bắt xong mình đổ vào chậu mình. Đổ khăn tốt nhỉ. Hai con đấy to. Để nóng. Đấy là. Con này mình để bắt. Con này mang người thả ao. Tôi cho nó vào đây. Ây da. Chưa phải chuyển nhớt thế này. Ok anh em nhá. Bây giờ đến chương trình ẩm thực uống bia. Cá lóc với cá sộp là mình sẽ đem đi đốt hết nhá. Còn cá diếc rán. Cá diếc sẽ rán. Món này uống bia để hết giờ mọi người.
đừng đi. Không phải đi. Cháy nhà tranh. Ê, tôi đã lên để dương cổ đó. Thế đặt cái mâm đấy vào đây, xong rồi lấy mâm khác. Ui, bạn mình đốt không có thua. Đốt bên dưới còn nguyên ra. Không lật cả. Hết dương đi. Món này là hơi nhom nhem tí nhưng mà uống bia thì hết dở rồi nhỉ. Ok nhá mọi người nhá. À có ba con này, dáng có ba con nhưng không phải là ba con. Ui, đang bị khó. Đây là món cá diếc này, rán này. Đấy. Ui chú. Ui bỏ cho chó đi, cái này không ăn được. Đấy, ra đi, bỏ cho chó. Cho ừ, ngon lắm. Đây nhá, còn đây là cá sộp nhá. Đó không nhỉ? Nói con chuối hoa đâu nhỉ? Con chuối hoa, mỗi mình. Đây. Đây. Con này là con cá chuối nhá. Con là chặt thịt lắm, trứng ạ. Có trứng này con này. Đây con chuối hoa này có trứng này. Đấy. Ui, ngon lắm. Ăn đi. Cảm buồn luôn. Đấy. Ui, ngon đấy. Ui, ngon. Đấy. Tẩm cho bước tạo cho mình. Đây, có ăn không? Ruột ngon nhất. Không phải sợ nhớ thằng này. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Wow. À. Ừ, tiến. Đây. Ừ. À, ngon. Tí học. Hôm nay tổng cộng anh em mình bắt phải được khoảng tầm 6 đến 7 cân cá. Cá này rất là ngon, nhìn cái thịt nó cực kỳ chắc nhé. Mà thì đây mình sẽ bóc một con to cho mọi người xem. Con cá anh vừa bóc thịt đây đâu nhỉ? Đây, con chuối hoa này. À, là con cá sổ. Cá sổ. Đây. Men. Đây. Thịt nó rất là chắc. Ủa, con nào cũng có trứng luôn. Ui, đó, nhưng mà đốt chưa chín hẳn. Ngon. Đây là ngon. Ăn thế này là ngon. Đấy, con béo này. Chăm béo. Đấy. Không phải tranh nhau nhiều lắm anh em. Hôm nay không phải tranh nhau. Chín lắm. Chín rồi. Chín rồi. Ui, vậy ngon gặp ra đây đấy. Đầy á. Béo lắm.